Yo yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đến mọi người nha. Xin chào anh em game hiện tại giải trí mình nhé, Tiểu Tử Đường Phố các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm trước và video cho anh em xem video về online share trên kênh nó cũng phải rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt hốt quà 3 phần gift code, 3 phần sự kiện và 3 phần quà mới nhất của game hiện tại giải trí anh em nhé. Ok, thì như anh em đã biết rồi, hiện tại thì chúng ta có đó là quà tuần, rồi VIP code tri ân cộng với sự kiện top top. Ok, không có quà đây anh em, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận 3 phần quà này. Hiện tại thì về cái sự kiện top top thì sáng tôi có phổ biến qua rồi, rất nhiều anh em vẫn còn ý kiến hỏi lại thì ok đây. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua sự kiện đó là tham gia TikTok dinh quà cực bốc. Ok. Xin chào thuyền trưởng, để nhằm xây dựng cộng đồng hài trò chiến huyền thoại là chuyện hôm nay Nami gửi đến các thuyền trưởng một sự kiện riêng của TikToker top anh em các kiểu đại khái đều vậy. Sự kiện thì diễn ra từ ngày 7 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3, và trong thời gian sự kiện thời gian tổng kết sự kiện theo trong vòng 72 giờ từ ngày kết thúc sự kiện của ngày từ ngày 15 thì tầm 17 là sẽ tổng kết xong. Thời gian trao quà là phần quà trao được ngay sau hôm tổng kết, có nghĩa là sẽ trao vào tầm hôm 18 tháng này anh em nhá. Cách thức tham gia sự kiện thì các thuyền trưởng đã và đang là TikTok yêu quý của game hiện tại đại chiến thì các bạn làm như sau: đăng bất kỳ video nội dung hiện tại đại chiến huyền thoại tặc nào với thời gian tối thiểu là từ 15 đến 30 giây lên kênh TikTok của các thuyền trưởng. Lưu ý mỗi kênh TikTok phải tối thiểu là 3 video và có nội dung trên mới có thể tham dự anh em nhá, và nhớ kèm UID nhân vật server vào phần mô tả kênh TikTok của để xác thực tài khoản thuộc quyền sở hữu của thuyền trưởng nhé. Nếu đính kèm link Facebook của các thuyền trưởng thì Lamy sẽ dễ dàng xác nhận hơn nhé. Đó, thì anh em nhớ vào những cái phần này anh em nhá. Đấy, mấy bạn mà đang có ý định tham gia thì các bạn nhớ này, những cái này rất quan trọng luôn. Thứ ba là điền thông tin vào form đăng ký để tham gia sự kiện thôi. Phần quà lần này thì tôi nói qua rồi, phần quà thì khá là to nên tôi sẽ không tham gia. Anh em hứng thú thì cứ tham gia. Phần quà phát ALL có nghĩa là tất cả anh em chỉ cần tham gia các bạn sẽ nhận ngay phần quà này, đó là một quyển AL1, 20 thùng bia, 15k đá cường hóa, 2 dương đá Belly, 2 dương đá EP 72 giờ. Phần quà đặc biệt dành cho các kênh TikTok, có nghĩa là mấy bạn mà làm chuyên luôn đấy, có nghĩa là thuộc dạng là nhiều view đi, nó nhanh, nhiều mắt, nhiều team đi, thì sẽ nhận được thêm, đó là một quyển L1 hay một quyển L2, 10 dương lính chỉ 10 sao, một dương lính chỉ 10 sao và một ca hình ảnh các bạn, cái ca thẻ hình ảnh để mở hình ảnh đấy. Đó là hết, cơ bản thế thôi anh em. Có đâu để tham gia thì anh em kích vào cái đoạn đây này, có cái chữ là kích vào thay lên đâu nhỉ, đây anh em, đây. Nếu các thuyền trưởng đang là TikToker yêu quý đăng ký form tại đây anh em này, nhích vào đây, lại form đăng ký của bạn đây. Đó thì tôi hướng dẫn lại đấy, ở đây là một video hướng dẫn riêng đây anh em, đó cách tham gia đây anh em, đó rất đơn giản thôi. Đâu giờ chúng ta đi lấy VIP code chiến thôi anh em. Ok, VIP code chiến thì thôi cũng chả hướng dẫn lại, tôi đến code chạc tôi thôi anh em. Đây, đăng nhập vô nào. Ok, cũng lại VIP 12 các bạn, lại ngon lành anh em, lại VIP 12. Rồi ok các bạn, lại VIP huyền thoại, thế còn trên là gì? VIP tứ hoàng, thiên long nhân ạ, ui đỉnh nhất là gì? Ngũ lão tinh ạ, wow. Rồi thì tôi VIP huyền thoại thôi anh em, VIP huyền thoại là cũng gọi đỉnh rồi ai. Nhận quà nào. Rồi ok các bạn, hốt cốt luôn. Ok, vậy là chưa biết thế nào anh em, nhưng khởi động tuần mới này chúng ta đã có 3 sự kiện rất là ngon luôn anh em nhá. Đó, TikToker là 1, VIP code chiến là 2 và quà tuần là 3. Đó thì biết là anh em đã tham gia nhận hay chưa, nếu chưa thì cùng tôi nhận anh em. Đó, 3 phần VIP code siêu khủng luôn. Ok, đầu tiên là đây. VIP code truyền thuyết. Thành công. Tiếp theo có đẹp tuần anh em, HTHT0703. Sao lượm quà anh em, ngon luôn nhá. Đấy, phần quà đầu tiên là VIP code truyền huyền thuyết ở đâu, huyền thoại anh em, VIP code đây huyền thoại, 10 dương đá Pelly 72 giờ, 10 dương đá FP 72 giờ, 60 thùng bia, 300 xu quay gấu gấp, 400 đá nâng đồ, 200k nước mắt Mancherry và 1k lam búa, 30 trái quỷ. Có đẹp tuần thì chung thì thôi cũng được các bạn, cái code đẹp tuần thì tôi không có gì ý kiến các bạn, cái đấy thì thôi thì có thì ngon rồi, tuyệt vời rồi, đâu nữa anh em. Rồi ok, từ cứ bình tĩnh các bạn, điểm danh đã. Nói chung là sự kiện lần này cũng 5 cái để chơi, nhiều cái để quậy lắm, thám hiểm điểm danh luôn anh em. Rồi nhận qua quà
check qua túi này anh em. Hiện tại tôi đang có 126 cốc bia vàng, 65 thùng bia, 57 xu hồng quay à. Rồi anh em, nếu tôi nhớ không nhầm hàng này có 130 thùng bia nữa là chúng ta sẽ cán mốc. Ok, này chưa đi làm mà cho đi làm thôi anh em. Nhiệm vụ này chưa đi làm này. 6 sao 7 sao làm hết anh em. Tiếp tục nào. Rồi luôn đi. Ok, tiếp tục các bạn. Tiếp tục. Rồi giờ đi kiếm cốc bia vàng anh em. Ok, hai cốc bia vàng này. 4 6 8 đủ rồi các bạn. Đủ rồi, 130 cốc chứ mấy. Chưa bộ. 130 cốc vàng là đủ rồi anh em. Xong cho này được thêm 20 thùng bia nữa. Ui. Lại có 80 thùng bia đi săn rách các bạn. Mong sao này lại thêm rách các bạn nhá. Tiếp tục nào. Quá ngon. Ngoài ra còn 2 phần quà nữa, nhà phát hành chúng ta chưa phát anh em nhé. Tính ra là tổng cả thể là phải 5 phần quà. Nếu như tôi ngồi thời gian rảnh tôi ngồi điểm qua cho anh em thì hiện tại chúng ta có đến tận 5 phần quà luôn anh em, chứ không phải là không ạ. 5 phần quà gift code mới luôn, khủng luôn anh em, chứ không phải là 3 đâu. 5 phần quà nếu các bạn chưa biết. Đấy, nhưng mà đại khái thì tôi thì vẫn nghĩ là hôm nay nhà phát hành chúng ta sẽ phát nên là thôi, chúng ta cứ từ từ thông thả anh em. Biết đâu này phát rồi thì sao anh em, nó phát rồi thì quá ngon luôn. Mà chờ đợi nữa, nhưng mà chưa phát thì tính tiếp các bạn, chưa phát thì tính sau anh em. Ok, đi ru. Lục phi, rồi tiếp tục. À đây. Ra luôn các bạn, crack luôn này. Tuyệt vời ạ. Trời ơi, nhân phẩm đấy nhờ. Bên nhân phẩm luôn anh em, trời ơi. Ra luôn ạ, ra luôn thật ạ. Trời. Nó chơi nó làm thật các bạn. Chúng ta có 85 thùng bia anh em. Bắt đầu pha nào. Ok. Group. Tiếp tục. Reru. Đen đấy nhờ. Không, nói là đen ở đây là không ra từ mới đấy anh em, chứ đâu ra thì vẫn đây anh em. Tiếp tục nào. Hila. Đại tá Hila. Nào có ai nữa không? Tiếp nào. Còn ai nữa không? Robin. Sogeking. Lại là Sogeking các bạn. MR2 Kepo. Rồi ok anh em. Ok, mỗi phần quà 80 thôi à. Có sai sót chỗ nào không vậy? Chiêu mộ đặc biệt. Ui, 5 thùng nữa là nhận thêm một cháu crack rồi anh em. Ok, 5 thùng bia nữa thôi à. Đây có 4 thùng anh em, nhưng mà không có kim cương các bạn. Không lại không có kim cương anh em. Đúng đời ạ. Giờ xem qua sự kiện nào, xem còn lấy đâu ra nữa không. Siêu vòng quay 4 lần nữa anh em. Thời tới cản làm sao đây anh em, 4 lần nữa thôi ạ. Rồi 1. Trời ơi, cái này dễ các bạn, game này dễ. 2. À, ô thế tôi úp hai hàng này luôn này anh em. Ngon nhỉ. 3, một lần nữa luôn anh em, một lần nữa 4 đúng không? Bây giờ nhậm này không biết lệch hay chọn anh em, 4 này, để khẳng vậy đi. Rồi các bạn, xong luôn. Ok, làm thùng bia về túi. Trời ơi, game này dễ. 1 này. Ok, chiêu mộ là anh em. Nào. 2.
3 4 5. Rồi các bạn xong luôn. Úp quà. Thêm ngay crack về đội anh em khá mì ấm. Ta thêm được 10 bước nữa rồi anh em, ngon lành. Ok, còn thứ bảy cái nữa thôi là chính thức là xe ở bên kia anh em. Còn mấy ngày nữa cố gắng, con nào này chắc từ từ rồi chắc cũng hết được sự kiện này thôi anh em. Rồi, cố lên. Cố gắng lấy thêm chọc crack nữa về đội là ngon lành các bạn. Ok anh em. Crack Sanri à. Thêm một form đến một nó ra crack gọi đỉnh luôn anh em, good job luôn á. Đây rồi, ok. Úp nào. Đây rồi anh em, ok. 10 xa thôi à. Ok em một anh em, thôi thì cũng chuẩn bị hai đâu nữa, quá ngon bạn. Trời ơi. Tuyệt vời. Ok video kết thúc đây rồi anh em nhé. Hẹn gặp lại clip theo giờ thì. Bye bye.